đồng bào các dân tộc Việt Nam, khúc chèo quê tha thiết ngân vang, ngày hội đoàn kết khúc ca rộn ràng, Việt Nam trang sử huy hoàng, niềm vui lan tỏa bản làng gần xa. Hòa bình hạnh phúc giàu sang nụ cười ánh mắt phơi vơi hân nề hoan. Trung Bắc bị cầu ngày hội văn Việt Nam đẹp giàu. Vui đến đi ngợi ngàng, cùng nhau về với đồng bào ta. Vui đến đi ngợi ngàng, một dải non sông 54 dân tộc, ngày hội kết đoàn cùng mỹ nắm tay nhau nghĩa tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
ba tươi tươi đi. Ba. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
trước dự cho nhân dân làm điền về về với ngày này đoàn kết toàn dân tộc hôm nay, còn có sự hiện diện của các vị thanh quý. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn An, phó bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã, đề nghị người ta nhiệt liệt chào mừng. Hoạt động phong phú thiết thực, góp phần tích cực củng cố mở rộng và phát huy khối
đảng đoàn kết toàn dân, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trước, các cuộc vận động thu hút đông đảo đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, tiêu biểu và đồng bằng các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, tiếp tục triển khai nghị quyết của các cấp đảng ủy, các cấp ủy đảng và các cấp về xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn kiểu mẫu, các hoạt động vì người nghèo, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tiếp truyền vận động tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội, tiếp tục tham gia xây dựng phong trào đẩy mạnh thực hành dân chủ cơ sở, thực hiện giám sát và phát triển phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng tiêu cực, có phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Kính thưa các vị đại biểu và cán bộ nhân dân, đóng góp chung vào thành tích của Ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc xa nhà, trong năm qua cư dân cư xóm Bình Điền đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc các cấp phát động dưới sự chỉ đạo của chi bộ đảng và các cấp chính quyền. Xóm Bình Điền chúng ta đã đạt được một số kết quả như sau: trong năm 2022, thứ nhất về một số nét khu dân cư, năm 2022 khu dân cư chúng ta đã được ủy ban công nhận có 101 hộ gia đình trên địa bàn xã với xã Thượng Hòa, Nghĩa Tân có trung tâm nhà văn hóa, có nhà chùa Hải Cất Từ, có đội ngũ cán bộ công nhân viên chức và cán bộ về hưu sinh sống và làm việc. Về kết quả thực hiện các cuộc vận động phong trào 2022 như sau: đối với các đoàn thể chính trị xã hội với chi hội người cao tuổi, chủ trì vận động hội viên và nhân dân xây dựng gia đình có ông bà cha mẹ mộc mực, con cháu hiếu thảo với phương châm tuổi cao thì càng cao, phong trào được chi hội duy trì đều đặn như vận động nhân dân tham gia tập dưỡng sinh, thể dục và văn nghệ, như đánh cho quân đội đánh cầu lông đã đạt kết quả cao, như đội bà lừ đạt giải nhất, đội bà định bà phe đạt giải ba, và tập dưỡng sinh dân cũng và văn nghệ đều đạt giải xuất sắc trong dịp ngày 1 tháng 10 vừa qua. Kết quả chi hội được suy tôn là đoàn thể vững mạnh nhất trong 6 đoàn thể của xóm. Đối với chi hội phụ nữ, chi hội luôn đặt ra mục tiêu nhiệm vụ chính trị của chị em là giữ vững phong trào năm không và ba sạch. Vì vậy các đường trong con xóm được chị em rất dọn sạch sẽ. Năm 2022, chi hội phát từng thùng nhựa đến từng gia đình để phân loại rác thải, giảm ảnh hưởng rác thải ra môi trường. Và bên cạnh đó, các phong trào văn hóa văn nghệ duy trì đều đặn và có chiều sâu. Chi hội đã làm tốt các việc hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn để vay vốn làm ăn nuôi lãi suất bằng ngân hàng. Ngoài ra chúng ta có thể nói đến người phụ nữ trong chi hội. Chúng ta mang đầy đủ phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, công dung ngô hạnh, nuôi dạy con ngoan thành đạt, không có tệ nạn xã hội. Đối với chi hội cựu chiến binh, đây là một lực lượng hùng hậu và mạnh mẽ với số lượng hội viên chiếm trên 90% là nam giới và đặc biệt đã trải qua quân đội trở về địa phương. Với phương châm của chi hội là luôn giữ vững phẩm chất của anh bộ đội cụ Hồ, bảo tàng nước quốc tế. Các phong trào công việc chủ trì hội được duy trì đều đặn, có sơ kết tổng kết qua các kỳ, nhận xét biểu dương và khen thưởng. Các phong trào khác cũng do đi vào ngày để hoạt động sôi nổi hiệu quả, như chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ, cựu quân nhân, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Các phong trào này đều dưới sự chỉ đạo của chi ủy, chi bộ và dưới sự giám sát của ban công tác mặt trận. Các đoàn thể chính trị đã đạt được những thành tích xuất sắc, được chi bộ biểu dương và ghi nhận. Trên kết quả ban công tác mặt trận xây dựng khu dân cư nông thôn Cẩm Mẫu, sau khi cấp ủy chi bộ triển khai nhiệm vụ với nghị quyết xây dựng con theo sao quê, gửi về sự tự nguyện đóng góp của các bà con trong xóm, sự hỗ trợ của các bà con trong xóm 1 và xóm 2 và xã Nghĩa Hòa, đặc biệt nhà Sơn Nghĩa Hòa ủng hộ với 10 triệu đồng, cộng với sự hỗ trợ của ủy ban nhân dân xã đã giúp chúng tôi hoàn thành một đài cầu đẹp, chắc chắn và sạch. Đây, các cuộc vận động do mặt trận tổ quốc Việt Nam kêu gọi, ban công tác mặt trận tuyên truyền toàn dân luôn ưu tiên người Việt Nam, dùng hàng Việt Nam, hưởng ứng các cuộc vận động do mặt trận tổ quốc xã phát
động như hưởng ứng phong trào COVID, quỹ vì người nghèo, quỹ tặng quà, sổ tiết kiệm cho công nhân nhập ngũ trong các cuộc vận động đó. Nhân dân trong xóm đã chung sức chung lòng chung tay góp tiền của để ủng hộ đạt trên 100% chỉ tiêu cấp trên đề ra. Các phong trào gia đình và cá nhân tiêu biểu làm kinh tế giỏi, các hoạt động khác xây dựng nông thôn ngày càng phồn vinh và nâng cao. Các hộ gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, cùng nhau làm kinh tế giỏi. Các ngành nghề khác cũng duy trì đều đặn bình ổn như nghề đan khói, thợ đan lôi cuốn, số lượng nhân lực dư thừa, quá tuổi không đi làm công ty ở lại địa phương với thu nhập 4.000 cho đến 10.000, 4 triệu đến 10 triệu đồng trên tháng trên một người. Ngoài ra còn một số hộ như chăn nuôi như nhà anh Dương, ông Thấn, rồi làm bầu tốt như nhà anh Chuẩn, thu nhập rất là cao. Về công tác an ninh xã hội trong xóm được duy trì đều đặn, không có các tệ nạn xã hội xảy ra, các cách y tế được giáo dục đều đảm bảo như tất cả các cháu trong độ tuổi đi học đều được đến trường, số người tham gia khám và mua bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Vì vậy kết quả rà soát năm 2022, xóm ta không còn hộ nghèo mà chỉ có mỗi 6 gia đình cận nghèo đã giảm tới gần 50% so với năm trước trong là 11 gia đình. Qua các cuộc vận động trên, toàn dân đã xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đã xuất hiện các tập thể xuất sắc, các gia đình tiêu biểu, cá nhân xuất sắc. Sau đây tôi nêu một số gia đình tiêu biểu. Về gia đình gia tiêu biểu, thứ nhất là hộ ông Trần Văn Thấn, thứ hai hộ Phạm Quốc Quyến, ông Phạm Văn Cừ, Phạm Sĩ Lực, và gia đình ông Bùi Văn Quế, Trần Văn Hiếu, Đào Văn Trọng, ông Trần Văn, gia đình ông Trần Văn Cai, Đỗ Văn Huyên, bà Nguyễn Thị Mừng, Đỗ Thị Nga, ông gia đình ông Lê Văn Chuẩn, ông Lê Văn Tiệp, Trần Văn Quang, ông Lê Phạm Văn Định, Trần Văn Phong, ông Trần Văn Toàn, bà Nguyễn Thị Thảo, Trần Văn Khai, bà Trần Thị Huệ và Trần Thị Tiết, Lê Văn Chiến. Đấy là gia đình tiêu biểu. Về tập thể xuất sắc đó là chi hội người cao tuổi. Về cá nhân tiêu biểu gồm các người ông bà sau đây, thứ nhất là ông Phạm Văn Kim, thứ hai là bà Trần Thị Tin, thứ ba là bà Trần Thị Theo, thứ tư là bà Trần Thị Én, thứ năm là bà Nguyễn Thị Thảo, thứ sáu là bà Nguyễn Thị Lương, thứ bảy là bà Trần Thị Lợi, thứ tám là ông Phạm Xuân Ngư, thứ chín là bà Trần Thị Cảm, thứ mười là Lê Văn Chiến. Trên đây là toàn bộ kết quả mà cán bộ và nhân dân xóm Minh Điền đã gặt hái được trong năm qua. Bên cạnh đó chúng ta vẫn còn có các mặt hạn chế cần khắc phục. Thứ nhất là một số ít hộ gia đình chưa chấp hành vệ sinh môi trường, đấy như là cần khắc phục trong năm tới. Đấy là cái nội dung báo cáo của năm trước. Thứ hai là phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thứ nhất là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thiện và duy trì tiêu chí nông thôn kiểu mẫu, tiếp tục hoàn thành về đường điện và các đường sông, đường hoa cây cảnh, hoàn thành các tuyến đường nội đồng còn lại và hoàn thành tuyến đường đằng sau nhà ông Thấn đến nghĩa trang Thư Điền. Nguồn kinh phí là nhà nước và nhân dân cùng làm. Tiếp tục cùng với ban chấp hành ban công tác mặt trận thường vụ và duy trì các phong trào đoàn thể chính trị ngày một chính quy hơn, hàng năm luôn đạt xuất sắc, không có đoàn thể nào yếu kém. Tuyên truyền vận động toàn dân khu dân cư thực hiện tốt mọi đường lối chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, phát triển nông thôn xóm ngày càng đoàn kết và văn minh giàu mạnh. Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động do Ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc phát động, duy trì tốt phong trào văn hóa văn nghệ, các đoàn hội ngày một đặc sắc và chuyên nghiệp hơn, để đảm bảo phương hướng của năm tới chúng ta. Và cuối cùng một nữa, cho phép tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, cán bộ nhân dân trong ngày vui đại đoàn kết dân tộc Việt Nam yêu khỏe hạnh phúc và chúc buổi lễ chúng ta thành công tốt đẹp. Nghe bà Trần Thị Tin, trưởng ban công tác mặt trận lên báo cáo kết quả hoạt động của khu dân cư năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Sau đây xin mời các vị đại biểu đại diện cho nhân dân có ý kiến đóng góp cho bản báo cáo. Kính thưa đồng chí Trần Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy,
chủ tịch ủy ban nhân xã, kính thưa các đồng chí đảng viên trong chi bộ, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các anh chị trong hội nghị đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Minh Điền chúng ta hôm nay rất vinh dự. Xóm Minh Điền chúng ta long trọng tổ chức hội nghị đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 92 năm ngày thành lập. Sự hiện diện của quý vị đại biểu khách quý, các cụ ông, cụ bà, các anh chị có mặt tại hội trường hôm nay đó là niềm cổ vũ lớn lao cho cấp ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận chúng ta. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt gia đình cũng như là cá nhân gửi tới các ông chí đại biểu khách quý, các vị đại biểu, đảng viên trong chi bộ, các cụ ông, cụ bà và toàn thể anh chị em lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Kính thưa hội nghị tổng kết một năm 2022 qua bài tổng kết phát biểu của đồng chí Phó Bí thư trưởng ban các mặt trận, chúng tôi thấy rằng nó đã đầy đủ ý nghĩa và xúc tích. Là một thành viên trong đơn vị, chúng tôi sẽ thấy trong năm vừa qua rất tự hào và phấn khởi. Đã nhiều năm nay trong công tác mặt trận đại đoàn kết toàn dân, và ngày hôm nay chúng ta tổ chức một cái buổi đại đoàn kết, tôi thấy rằng là rất khí thế và chất lượng, trong nhiều năm qua chúng ta chưa làm được. Trong cái chất lượng đó nó nổi lên rằng các đoàn thể chính trị của chúng ta đã nhiệt tình tham gia công tác để chấp hành cái chủ trương nghị quyết của Đảng cũng như là sự chỉ đạo trực tiếp của ủy ban nhân xã xây dựng nông thôn mới, và bây giờ chúng ta đang thực hiện cái chủ trương là nông thôn mới nâng cao. Thực hiện được cái việc đó là dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy chi bộ, mà công tác mặt trận rất quan trọng. Các đồng chí đã vận dụng chế độ chính sách trực tiếp sát sao đôn đốc vận động quần chúng nhân dân chấp hành cái chủ trương chính sách của Đảng cũng như kế hoạch của ủy ban xã. Phong trào của địa phương chúng ta ngày càng thay đổi không ngừng, đường xá, đường điện, vệ sinh môi trường, rồi công tác an ninh trật tự trong năm qua tôi thấy có nhiều tiến triển. Và đặc biệt đáng biểu dương hội người cao tuổi, chi hội phụ nữ có được cái buổi tổng kết như hôm nay, chúng ta thấy rồi trên 90 cái nội dung mà các cụ đã biểu diễn, đó là cái sự nhiệt tình, sự năng động cũng như là cái công tác vận động quần chúng cũng như là công tác chỉ đạo của mặt trận, chúng ta thấy rằng có cái sự năng động sát sao, nhất là cấp ủy chi bộ chúng ta trong cái nhiệm kỳ này các đồng chí đã nhiệt tình hoạt động có chất lượng, đi vào những cái nội dung đáng biểu dương là các cụ hộ người cao tuổi. Hơn 2 tháng chúng tôi theo dõi, hơn 2 tháng các cụ đã tập trung thi thể dục thể thao, rồi tập trung kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam, và đến hôm nay đã đạt kết. Chúng ta thấy rằng các cụ tập khoảng 2 tháng rưỡi. Thế rồi ngày hôm qua chúng tôi cũng ra đây vệ sinh môi trường, các cụ tập trung ra đường dựng cờ, vệ sinh quét dọn đường làng ngõ xóm. Thì cái tinh thần này cũng thấy là đáng biểu dương các cụ người cao tuổi cũng như chi hội phụ nữ. Thế qua cái tổng kết của đồng chí trưởng ban các mặt trận, thế thì trong cái năm qua thấy rằng là cái chi hội người cao tuổi, chi hội phụ nữ, chi hội cựu binh đến nay chúng ta đang tổ chức thực hiện xanh sạch đẹp đường nông thôn. Đấy, chúng ta bây giờ ra đường là cột cờ, rồi đường đường thắp sáng, rồi vệ sinh môi trường, thấy là rất khang trang. Và qua cái tổng kết năm vừa qua thì thấy rằng không những cái tập thể chúng ta đóng góp xây dựng nông thôn mới, và trong cái tổng kết cũng đã nói đến ví dụ cái rong của xóm 1, xóm 2 vừa qua các đồng chí đã một số hộ gia đình
đã vận động con em xa quê cũng như là bà con trong toàn xóm Minh Điền chúng ta tổ chức khánh thành và xây dựng thành công chiếc cầu 175 triệu đồng. Đó là cái thiết thực nhất cho quê hương chúng ta. Mà điển hình ở đây có những hộ gia đình như ông Thấn, hộ bà Trần Thị Huệ, cũng là bà Lan, gia đình cũng như là con em xa quê, gia đình ông Quỳnh là ủng hộ tới 10, 13, 14 triệu đồng. Rồi tới đến cái cột đường điện vừa qua, mỗi hộ gia đình là 2 triệu nữa. Thì cái chỗ này chúng tôi thấy là đáng tôn trọng và đáng tự hào, đề nghị chúng ta cũng là ghi nhận cái thành tích công lao của các gia đình đã hướng về cái ngày đoàn kết toàn dân cũng như là xây dựng nông thôn mới. Thì đấy là cái tinh thần chung. Và cái sự chỉ đạo tiếp tục nữa là trong cái năm vừa qua, cái nông thôn mới chúng ta, cái sự chỉ đạo về cái vấn đề, chúng ta đã hiểu rằng là cái dân quê chúng ta là tới gần 100% những hộ gia đình lao động sản xuất. Thì ban chỉ huy đội các đồng chí đã nhiệt tình chỉ đạo bám vào nghị quyết của đảng ủy, của chi bộ, vận động các tập thể đoàn hộ để tổ chức xây dựng cái thôn quê chúng ta ngày càng khang trang sạch đẹp cũng như là chỉ đạo sản xuất. Đấy, như cái vụ vừa rồi chắc là bà con không kêu ca gì thì mấy cả làm rất sạch, rất gọn, thời tiết phù hợp. Thế mong rằng tới đây các đồng chí bám sát hơn nữa để chỉ đạo cái vụ chiêm xuân tới là dân ta gieo mạ, cho nên là các đồng chí lưu ý ngày mưa làm đất vệ sinh môi trường, chỉ đạo sát đúng trúng những kế hoạch của đảng ủy cũng như là của ủy ban xã. Thế còn công việc tiếp theo của cái năm tới thì tôi mong rằng các đoàn thể chính trị cũng như là các đoàn hộ chúng ta là luôn luôn bám sát vào chủ trương nghị quyết của đảng cũng như của chi hội mình, phát triển hội viên mới, xây dựng từng chi hội đông người số lượng, mạnh về chất lượng, thể hiện tính đoàn kết đùm bọc trong khu dân cư, vận động nhân dân chúng ta thực hiện tốt cái xây dựng nông thôn mới nâng cao. Và qua hội nghị hôm nay có đồng chí Trần Văn An, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ban xã, mong rằng cái nông thôn mới nâng cao này, biết rằng kinh tế địa phương có khó khăn, đồng chí cũng quan tâm cái bộ mặt của quê hương, của làng xóm. Chúng tôi thiết tha đề nghị các đồng chí là cái đường đằng sau làng giáp danh với Nghĩa Hòa, bên trên thì người ta là đẹp, bên dưới chúng ta tôi biết rằng ngân sách địa phương có hạn, cho nên cái nâng cao này là cái giáp danh biên giới các đồng chí quan tâm bằng mọi hình thức, trích một phần ngân sách của địa phương cũng như là vận động nhân dân hai xóm để chúng ta làm sao là tải đi cái đường đổ bê tông, có đường điện nữa thì nó mới tương xứng với cái quê hương Nghĩa Thành và thôn Thư Điền chúng ta. Đấy, thì báo cáo chúng ta tự hào rằng Thư Điền chúng ta là có đền của Lãng Quê, là di tích lịch sử cấp quốc gia. Bên trên và bên dưới chúng ta là cái sông đó thì thấy rằng là trông nó cũng nói thật không, chính chủ tịch là cũng hơi buồn. May thì người ta là sạch sẽ, khang trang, mà phía nam của chúng ta thì biết rằng kinh tế địa phương cũng có hạn, các đồng chí cũng chăn trở. Nhưng mà cái hội nghị hôm nay chúng tôi mong rằng là bà con ta nếu có vận động, ủng hộ hoặc là đóng góp để xây dựng nông thôn mới nâng cao, để chúng ta cũng cố gắng khắc phục khó khăn cùng với cơ sở đội cũng như là với địa phương để chúng ta khắc phục cái tuyến đường phía sau. Còn phía đội chúng ta thì có chi bộ đã chỉ đạo còn hai đường ngoài đồng nữa, vụ này mùa ải này là các ông chí nào hết tình mương xong đó đổ đường, tức là cái đường giáp xóm ba hoặc là cái đường ở trên Mai Cùng giáp Nghĩa Hòa trên này đổ một đường bê tông, tiếp tục vụ tháng 5 và tháng 10 sang năm ta đổ một đường nữa là chúng ta hoàn thiện đường nông thôn ngoài đồng. Đấy, tinh thần báo cáo với hội nghị là nghị quyết chi bộ đã có về bên công tác mặt trận thì các đồng chí triển khai rồi.
Và tôi xin lưu ý về cái vấn đề vệ sinh môi trường. Đã nói đến quê hương xanh sạch đẹp, thì hiện nay một số hộ gia đình mà đang chăn nuôi ở khu dân cư thì cái vị trí vai trò của cử tri, tôi đã gửi gắm các đồng chí đại biểu, các đồng chí bí thư chi bộ, các đồng chí trưởng thôn, những ngày họp hội đồng cũng như là hôm nay là đạt được kết toàn dân, mong rằng bà con chúng ta là cố gắng giữ vệ sinh chung. Về phía chi bộ cũng như các đoàn thể chính trị ở địa phương, xóm người biển chúng tôi sẽ chấp hành một cách nghiêm túc và đồng thời động viên nhau trong cuộc sống xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cuối cùng xin chúc đồng chí chủ tịch cũng như các đồng chí đảng viên trong chi bộ, các cụ, các ông, các bà, các anh chị em về dự tiến hành hội đại đoàn kết của toàn dân tộc kỷ niệm 92 năm có một sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Vừa rồi chúng ta vừa nghe ý kiến đóng góp của ông Phạm Văn Quyến. Xin hỏi hội nghị còn ai còn ý kiến thắc mắc không ạ? Vâng, xin trân trọng kính mời. Thưa các vị đại biểu khách quý, thưa kính thưa bà con, hôm nay là về dự hội nghị đại đoàn kết toàn dân tộc. Tôi xin nhất trí với ý kiến của đồng chí trưởng ban mặt trận và ông Quyến đã phát biểu, nhưng tôi xin tham gia hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cũng tiếp tiếp là đường cánh đồng là còn hai đường mà thu của dân trên sào là 62.500 trên sào, một khi thu đủ thì thôi. Nhưng bây giờ tôi có kiến nghị của cái dòng của sát độ 3, độ 2. Nếu như không ý kiến thế này thì đề nghị người dân ta sẽ thể. Vì độ 3 là 1 giây, độ 2 1 giây. Nhưng nếu độ 2 đổ cả thì sẽ chẳng là công tâm được độ 3. Độ 3 đã đổ thì người ta đi. Vì độ 3 cũng 1 giây và độ 2 cũng 1 giây đổ thôi. Thì cái này là tôi xin kiến nghị với lại các đồng chí có chức trách thuộc về hợp tác xã. Kiến nghị hợp xã mà trong cái ngày ấy là ủy ban phải can thiệp, vì bây giờ đội ba ấy người ta đổ là đổ sau vòng tiêm rồi thì chắc chắn là người ta đổ đây không đổ trên này, mà nếu như đội hai đổ rồi thì người ta có đi không, mà ai là người cấm người ta đi không? Đấy là tôi xin kiến nghị của đảng để các đồng chí cán bộ có chức trách đề nghị với ủy ban nhân dân sẵn sàng và đề nghị với là hợp tác xã nông nghiệp có cái này. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là tôi cũng xin báo cáo bà con là về gọi là ngoài cánh đồng về mùa phụ sâu. Nếu những người đã đoàn kết dân tộc thì tôi là một thành viên của Nam Tiên Điền thì cũng nên là xin thưa với các gia đình có ruộng phun ta nên nhặt bỏ vào và mang về nhà, thì nó khi bây giờ mình đã nộp 8-9 nghìn một khẩu rồi thì mình thu về, vì cái vỏ thuốc sâu và cái bao bản nó nâu tàn mà đây nó ô nhiễm đến muôn đời sau của con cháu ta. Đấy, cái nên là quý vị đại biểu cùng bà con mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn của ông. Xin hỏi hội nghị còn ai còn ý kiến tham luận không ạ? Tôi xin có ý kiến là vâng, xin mời bà Trần Thị Tin lên có lời lĩnh hội tiếp thu ý kiến thông vận. Trân trọng kính mời bà. Tôi thay mặt cho ban công tác mặt trận tiếp thu ý kiến của ông Quý, ông Toàn và bà Quang. Chúng tôi sẽ tiếp và chúng tôi cố gắng trong năm tới chúng tôi sẽ khắc phục các hậu quả còn lại và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của năm tới tốt hơn. Xin hết. Đại diện cho hội người cao tuổi nên có hoa và quà tặng. Xin trân trọng. Xin một tràng pháo tay thật là giòn ra. Xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho hội phụ nữ nên tặng hoa và quà. Trân trọng kính mời ông Phạm Văn Kim lên nhận hoa và quà. Xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện đại diện cho hội đoàn thanh niên của xóm nên có hoa và quà tặng. Xin
kính mời bà Trần Thị Tiên Lê Nhật Loa Bảo Hoàng. Cái nhân bản ví đoàn thấp thì phải đứng dạng nó nổi. Xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho hội cựu chiến binh Lê Có Hoa và Hòa Tặng. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Kim Lê Nhật Hoa và Hòa. Vừa rồi chúng ta đã có hội nghị bí thư trưởng xóm năm
xóm thì chúng ta đã thống nhất một số nội dung mà chúng ta đã thông qua tại Hội nghị Nhân dân, như chúng ta tiếp tục làm hố và chúng ta dự kiến làm chỉnh trang miếu tâm linh ở khu nghĩa trang. Chúng ta chuẩn bị đổ đường bê tông quanh khu nghĩa trang và đã tổ chức đưa ma đi theo đúng cái đường đồng hồ. Các hoạt động văn hóa xã hội của xóm những năm gần đây có nhiều khởi sắc. Việc cưới, việc tang được thực hiện theo nếp sống văn minh. Làng Minh Điền đã thành lập câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao với sự tham gia của đông đảo nhân dân. Cán bộ và nhân dân làng Minh Điền luôn đoàn kết thực hiện tốt công tác để nơi đáp nghĩa và công tác an sinh xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trong xóm được giữ vững. Mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc giữa người dân trong xóm ngày càng gắn kết bền chặt. Cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang, sạch đẹp. Trong năm 2022, nhân dân trong xóm đã chung tay xây dựng đường điện, đường hoa và chuẩn bị thật tốt các điều kiện tiêu chí xây dựng gia đình xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Hướng về sự kiện này, cán bộ và nhân dân làng Minh Điền đang quyết tâm tích cực tham gia chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm, khu dân cư sáng xanh sạch đẹp, thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, đồng thời tiếp tục chăm lo xây dựng mối quan hệ gắn bó, hợp tác giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trên tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của quê hương, chung sức cùng làng Minh Điền thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Thay mặt nhân dân làng Minh Điền, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý được sức khỏe, công tác tốt. Thay mặt cán bộ làng Minh Điền, xin kính chúc nhân dân làng Minh Điền luôn luôn đoàn kết và đạt được nhiều thành công thắng lợi trong những năm tiếp theo. Sau đây tôi xin đọc quyết định về việc công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thành, số 55/QĐ-UPND quyết định về việc công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thành căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, căn cứ luật thi đua khen thưởng năm 2003, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng năm 2005, căn cứ nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa, làng văn hóa, ấp văn hóa, bản văn hóa, tổ dân phố văn hóa, căn cứ vào biên bản họp ngày 6/11/2022 của Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Nghĩa Thành theo đề nghị của công chức văn hóa xã hội, quyết định điều 1 công nhận 99 hộ gia đình xóm Minh Điền đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022 có danh sách kèm theo. Điều 2, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã, văn phòng thống kê xã, công chức văn hóa xã hội xã, trưởng xóm Minh Điền và các gia đình có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Chủ tịch Trần Văn An. Sau đây tiếp nối chương trình, tôi xin tặng các gia đình trong danh sách vừa rồi.
với sức mạnh quốc tế, sức mạnh truyền thống với sức mạnh thời đại, lãnh đạo nhân dân liên tiếp giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh vì độc lập của tổ quốc, tự do hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết thành chân lý: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Đoàn kết dân tộc và mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam là một bộ phận quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh và là đường lối căn bản lâu dài trước sau như một của Đảng và Nhà nước ta. Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã lên phát biểu chỉ đạo hội nghị. Xin trân trọng kính mời ông. Dân là xóm Minh Điền. Trước tiên chúng tôi đại diện cho lãnh đạo Đảng, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các ban đoàn thể chính xã hội xã Kết Thành xin được gửi tới toàn thể cán bộ của nhân dân khu dân cư xóm Minh Điền lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa toàn thể nhân dân, qua báo cáo của các mặt trận xóm Minh Điền và các ý kiến tham gia đóng góp vào báo cáo, tôi không xin phép không tham gia sâu vào nội dung của báo cáo, nhưng mà thông tin thay mặt cho lãnh đạo địa phương, tôi xin ghi nhận tất cả quá trình thành tích của xóm Minh Điền đã đạt được trong thời gian vừa qua. Cái nhiệm vụ trong thời gian tới thì tuy rằng chúng ta nói rất ngắn thôi, nhưng mà chính cái ngắn đó để thực hiện được cái ngắn đó thì nó rất là dài. Thứ nhất là về cái mục tiêu chúng ta xây dựng nông thôn mới của mỗi xóm ta là một trong 5 xóm và chúng ta sẽ thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ cũng như là của hội đồng dân ta đã thực hiện. Thì cái mà chúng tôi thấy rằng là xóm chúng ta, tại sao mà xóm chúng ta, tôi đi sâu vào vấn đề mà sẽ gây dựng xóm là xóm nông thôn mới kiểu mẫu, tại vì tôi thấy rằng là xóm ta bê tông hóa hầu như hết tất cả các đường vệ sinh sạch sẽ theo quy định và theo tiêu chuẩn, và chúng ta chỉ cần đi sâu thêm vào một số nội dung. Thứ nhất là chúng tôi muốn là chúng ta đi sâu vào một số nội dung như là thông tin cơ sở hạ tầng, và mọi người đã nói đó, và trong đó có cả các ý kiến thì chúng tôi thấy rằng cái cơ sở hạ tầng chúng ta cần một số bổ sung, và chút nữa tôi sẽ đi sâu hơn. Còn về cái việc mà để đạt được cái nông thôn mới kiểu mẫu thì chúng ta quan tâm hơn về nội dung khác, đó là cái môi trường. Chúng ta phải làm sao mà vận động nhân dân là phân loại rác tại nguồn, đó là tại gia đình, và khác loại rác hữu cơ và vô cơ. Từ vô cơ thì chúng ta chuyển ra một cái lò đốt rác để ta xử lý, còn hữu cơ thì chúng ta để nhà chúng ta làm phân hữu cơ. Cái nội dung nữa đó là nước sạch. Chúng ta thì nước sạch thì đến bây giờ để đảm bảo theo tiêu chuẩn chúng ta phải nước sạch cho nhà máy. Tôi luôn nói là nước sạch cho nhà máy như là công ty Mai Thanh hoặc là ở thị trấn nhất nó có một nhà máy nước sạch ấy, chúng ta mới đảm bảo tiêu chuẩn. Nhưng mà đến bây giờ thì thực hiện cái nội dung đó thì chúng ta rất là khó, cho nên là các hộ dân chúng ta trước mắt thì chúng ta phải thực hiện bằng cái máy lọc nước thông thường của chúng ta, đó là như là công lu một cái gì đấy thì chúng ta đảm bảo được cái nông thôn mới của mẫu. Về cái môi trường thì cái mà vận động nhân dân là không xả thải trực tiếp ra ngoài môi trường, tức là hệ thống nước thải. Các hộ chăn nuôi, chúng tôi sẽ đi sâu vào những các hộ chăn nuôi này.
Cái nội dung nữa đó là bảo hiểm y tế chúng ta phải đạt 100% bảo hiểm y tế. Cho nên cái việc này cán bộ của nhân dân của xóm Vĩnh Điền chúng ta tăng cường vận động nhân dân. Chúng ta không nên nói là chúng ta không có bệnh, chúng ta không mua, chúng ta không thể biết được lúc nào là bệnh và chúng ta phát. Tốt nhất là chúng ta phải mua để hỗ trợ cho những người bị bệnh cũng như là không may chúng ta bị bệnh. Chứ còn chúng ta ở đây ai cũng biết là không ai muốn là đừng bị bệnh cả. Cho nên là chúng ta cũng chung nhau cùng tay góp sức để xã hội hay là những người có hoàn cảnh khó khăn thực hiện được cái lợi ích lập tức của mỗi gia đình cá nhân. Và tôi mong muốn là toàn thể cán bộ nhân dân xóm Vĩnh Điền chúng ta cùng nhau mua bảo hiểm y tế đạt 100%. Đó là một số nội dung mà chúng ta làm về cái nông thôn mới. Chúng tôi đi sâu thêm và tôi có một số ý kiến với đồng nghiệp có ý kiến lại. Thứ nhất là hôm nay là ngày đại đoàn kết toàn dân, thì là nghĩa là chúng ta sẽ tham gia một khoảng báo cáo về vấn đề, còn một số các nội dung thì chúng ta lên ý kiến vào các buổi họp xóm hoặc cái gì đó tiếp xúc đã được đúng thân thì hợp lý hơn. Nhưng hôm nay thì cũng là một cái ngày mà chúng ta được gặp nhiều dân à, thì tôi có một số các cuộc bàn cũng sau qua ba ý kiến. Thì thứ nhất là tôi đi sâu vào cái lĩnh vực và môi trường à, thì có ba ý kiến đều nói về môi trường, nhất là về cái thu gom rác thải về thuốc sâu. Thì như ý kiến của mọi người thì là lên chúng ta lên vận động dân thu ra bỏ gọn đơn vị định mang về chỗ khu dân cư của khu nhà ra, để sau đó chúng ta mang cái rác này ra cho công thu gom rác thải. Báo cáo với lại hội nghị. Cuối cùng là thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương, hội đồng nhân dân cùng với các ban ngành đoàn thể chính phủ xin gửi tới lời chúc sức khỏe nhân dân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúc cho xóm ta thực hiện thắng lợi các nội dung đã đề ra và đại diện là cho các cấp lãnh đạo địa phương cũng như là cá nhân tôi có món quà gửi tới xóm Vĩnh Điền nha, và chúc cho xóm Vĩnh Điền hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xin mời các bạn. Thank you.
sống của tôi mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đời tôi chưa quen sóng gió.